Uyên Thi xin thân ái kính chào tái ngộ đến tất cả quý khán giả đang đón xem chương trình Bếp Nhà Ta Nấu ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, một món ăn mà Uyên Thi muốn gửi đến quý vị trong chương trình này đó là một món nhậu thưa quý vị. Nói về thức ăn Việt Nam thì đa số những món ăn mà người phụ nữ Việt Nam thường nấu cho gia đình đó là những món cơm gia đình hoặc là những món ăn chơi đó là những món nhậu cho ông xã mình. Bởi vì đường đi tới tình yêu ngắn nhất đó là cái bao tử thưa quý vị, và giữ giữ chồng là mình nấu ăn ngon thì ông chồng cũng khoái, phải không thưa quý vị? Và cái món ăn mà Uyên Thi được dịp đi về Việt Nam và thường đi tới những cái quán mà có những cái món ăn nhậu đó thì Uyên Thi thấy nhiều lắm. Từ miền Nam, miền Bắc và miền Trung cũng có những món này. Và món đó mà Uyên Thi muốn nói đến đó là món cá dưa cải thưa quý vị. Món cá dưa cải này rất là dễ ăn, quý vị có thể ăn với cơm, ăn với bún hoặc là quý vị làm ra một đĩa đưa lên trên bàn nhậu thì Uyên Thi bảo đảm rằng là cái đĩa cá đó nó sẽ nằm đó và nó được mọi người chú ý đến và ăn cho tới cái ly rượu cuối cùng thưa quý vị, bởi vì nó vừa chua chua ngọt ngọt và vị ngọt của cá nữa. Đầu tiên hết Uyên Thi sẽ nói về món dưa cải. Thường thường khi chúng ta nấu canh hoặc là chúng ta xào thì chúng ta nên lấy cái dưa cải mà nó chua. Tại vì khi mà chúng ta muối dưa cải ra chúng ta ăn sống cho đến lúc mà nó quá chua rồi thì chúng ta để nấu. Và cái món cá hôm dưa cải này cần nhất là dưa cải phải chua và vàng như vậy thưa quý vị. Và sau đó là mình sẽ cắt cho nó nhỏ như vậy. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị để bắt đầu nấu thưa quý vị. Đầu tiên chúng ta sẽ để chảo thật là nóng. Và sau đó chúng ta sẽ cho vào một ít dầu ăn. Nếu mà nói cá hôm dưa cải mà chúng ta chỉ bỏ cải vào để chúng ta hầm, chữ om đối với người Bắc, tại vì món này xuất phát từ miền Bắc, còn miền Nam thì mình kêu là hầm đó thưa quý vị. Thì nếu mà mình hầm á mà mình chỉ coi như là loại mà những cái loại chua như vậy thì mới ngon, và lúc hầm á chúng ta phải đậy nắp thì cái dưa cải nó càng mềm nó càng ngon. Và chúng ta sẽ cho một chút dầu ăn vào. Nếu mà chúng ta hầm mà chúng ta chỉ để thí dụ như canh rồi thì chúng ta bỏ vô rồi chúng ta hầm, nhưng mà dưa cải nếu mà mình chỉ bỏ vào mình hầm nó sẽ không ngon bằng khi chúng ta phi tỏi, chúng ta xào sơ cái dưa cải này và chế thành một cái nước sốt rồi chúng ta mới bỏ vào nồi chúng ta hầm thì cái món cá hầm dưa cải nó sẽ ngon hơn thưa quý vị. Vì vậy bây giờ Uyên Thi cũng sẽ xào sơ cái dưa cải bằng tỏi, chúng ta để dầu cho nóng và chúng ta cho tỏi vào, chúng ta xào thơm. Khi mà dưa cải mà chua đó thì quý vị nhớ là khi mình bỏ ra mình xả thật sạch nước đi, chứ mình đừng để cái nước nó luôn cái chua đó thì nó chua quá nó bị có mùi khú đó thưa quý vị, mùi khú là mùi quá chua đó. Cho nên chúng ta sẽ xả nước cho sạch và chúng ta vắt ráo. Sau đó chúng ta mới cắt nhỏ theo ý của mình, đừng có quá nhỏ nhưng mà miếng miếng như vậy là vừa rồi thưa quý vị. Và chúng ta để cho phi tỏi, cho tỏi vàng thơm, chúng ta mới cho dưa cải và chúng ta xào. Và cái cá om dưa cải này chúng ta không có cho hành tây nha. Mình xào dưa cải mình chế biến vậy để cho dưa cải nó có một cái mùi thơm hơn là dưa cải không mà mình bỏ vào trong nồi mình om thưa quý vị. Và sau khi mà mình bỏ vô rồi thì mình nêm nếm vô nè. Mình sẽ cho một chút ít nước mắm, khoảng chừng một muỗng canh nước mắm Red Bull, nước mắm nhỉ thưa quý vị. Rồi Uyên Thi sẽ cho vào một ít cái the the cay bằng cách là Uyên Thi sẽ cho vào một ít tương ớt. Trong cái món cá om này á, thì chúng ta sẽ không có làm cà chua và chỉ hoàn toàn là dưa cũng như mọi những cái phần về vật liệu phụ để cho nó thơm. Còn nếu quý vị nào muốn làm mà có con nhỏ mà không ăn được cay thì chúng ta không nên cho ớt, nhưng mà cái vị ớt nó làm the the khi người ta nhậu người ta ăn người ta sẽ thấy ngon hơn thưa quý vị. Và khi mà mình xào thấy thơm rồi thì mình bắt đầu thấy cải bắt đầu nóng rồi, chúng ta sẽ cho vào một ít khoảng chừng một chén tức như một lon nhỏ chicken broth thưa quý vị. Và bây giờ mình để cho lửa nó sôi. Trong lúc sôi đó thì chúng ta sẽ pha và mình sẽ cho nêm vào trong này luôn là một ít đường. Nếu mà quý vị nào thực
cái có cái khẩu vị miền Bắc thì chúng ta không cần nêm đường, chỉ cần vị chua và vị hơi mặn mặn thôi. Nhưng mà đối với khẩu vị Uyên Thi thì nó hơi nửa, một chút Trung, một chút Nam và một chút Bắc trong đó. Cho nên Uyên Thi sẽ nêm vào một chút đường để cho nó dịu cái vị xuống. Rồi, và Uyên Thi để đó. Bây giờ Uyên Thi sẽ pha một cái hỗn hợp bột thưa quý vị, để bởi vì khi mà mình om mà cái nước mình đem ra nó lỏng hỏng, nó sẽ làm cho cái món ăn không ngon. Cho nên Uyên Thi sẽ pha vào một ít bột. Đó là Uyên Thi cho một muỗng canh, một muỗng cà phê hoặc là nửa muỗng canh bột năng, cho vào khoảng 2 cho tới 3 muỗng canh nước, và chúng ta chỉ cần quậy đều lên. Rồi, chúng ta bỏ vào đây. Thì quý vị biết một chút cái bột này nó sẽ làm cho cái nước này mình nấu đó, mình bỏ vào mình hầm cũng như mình nấu sẵn như vậy để cho nó có một cái nước sốt. Nếu quý vị bỏ vào trong nồi quý vị hầm luôn đó thì nhiều khi á, mình không có trộn lên được, khi mình hầm là mình để im như vậy thôi. Nếu mình trộn lên cái cá nó sẽ bị bể. Cho nên Uyên Thi sẽ trộn xào ở ngoài này và trộn trước, quý vị sẽ thấy nước nó sẽ hơi sền sệt lại. Đồng thời Uyên Thi sẽ cho vào khoảng chừng 2 3 muỗng canh đậu phộng. Đậu phộng quý vị cũng thể đậu phộng sống, tất nhiên loại mà lột vỏ ra, mình giả giả nhỏ nhỏ ra, mình chặt chặt chóp nó ra đó thưa quý vị, rồi mình bỏ vào. Nhưng mà ở đây Uyên Thi dùng đậu phộng rang cho nó thơm, và Uyên Thi sẽ bỏ vào đây. Nếu quý vị nào không thích ăn đậu phộng lỗ ngỗng, có nhiều người bạn Uyên Thi hoặc là em Uyên Thi đó không có thích ăn đậu phộng, mà Uyên Thi thấy đậu phộng nó là một cái vật liệu mà rất là tốt cho sức khỏe của mình, cũng như là lúc mình ăn nó tăng thêm cái khẩu vị thơm ngon. Nhưng mà có nhiều người bị dị ứng thì chúng ta không cần bỏ đậu phộng, nó cũng không sao. Rồi, và bây giờ Uyên Thi sẽ nếm thử coi cái vị vừa cho chưa, bởi vì khi mà quý vị cho vào trong cái nồi quý vị om thì nhiều khi quý vị cũng không có nêm nếm được. Mình đặt cá lên rồi là mình nêm nếm nó sẽ bị bể cá. Hơi lạc thưa quý vị. Thành ra Uyên Thi sẽ cho vào thêm một chút xíu nước mắm nữa. Red bột. Rồi. Đó, quý vị thấy bây giờ cái nước nó bắt đầu sền sệt, xanh xánh lại như vậy. Và mình để cho sôi khoảng 5 phút. Mình tắt lửa và mình bỏ vào trong nồi. Uyên Thi sẽ dùng một cái nồi đất mà ngày xưa thường thường ở ngoài Bắc thì người ta hay om cá, om thịt ở trong một cái nồi đất, đậy nắp lại thì nó mới ngon. Thì bây giờ Uyên Thi cũng dùng cái nồi đất này, mua rất là đẹp, rẻ thôi, không mắc. Tôi quý vị ở chợ chợ Việt Nam mình hoặc chợ Trung Hoa, lúc chợ nào cũng có. Uyên Thi sẽ lấy đang nóng, bởi vì Uyên Thi muốn để cho cái nồi nó nóng sẵn. Cái này Uyên Thi sẽ bỏ vào cái dưa cải này, Uyên Thi sẽ bỏ vào trong cái nồi đất này. Đó. Rồi, Uyên Thi tải đều ra. Và bây giờ Uyên Thi để lên đây, Uyên Thi để lửa lên. Và Uyên Thi sẽ dùng cá thưa quý vị. Cá thì quý vị có thể dùng nhiều loại lắm. Ví dụ như ở Việt Nam thì Uyên Thi đi ăn người ta hay dùng cá chép. Tại vì cá chép nó ngon, nó ngọt. Rồi người ta dùng cá chim. Đa số Uyên Thi thấy bên đó có chim trắng hoặc chim đen, người ta hay hỏi mình, mình ăn chim trắng hoặc chim đen, nhưng mà bên này có cá chim vàng cũng rất là ngon. Thì quý vị có thể dùng cá chim vàng, cá chép. Nhưng mà hôm qua Uyên Thi ra chợ thì Uyên Thi thấy cá striped bass đó, tất nhiên là cá hanh sọc, hanh xanh đó thưa quý vị, rất là tươi. Quý vị nhìn cái thịt nó trong vắt như vậy, cho nên Uyên Thi dùng cái cá này, Uyên Thi om với lại là dưa cải cho nó ngon. Mình ăn mình sẽ thấy nó ngon. Bây giờ cá thì quý vị có thể ướp, nhưng mà vì Uyên Thi thích để nguyên chất ngọt của cá cho nên Uyên Thi sẽ không có ướp nó. Và Uyên Thi chỉ cần nhờ ở chợ làm sạch, sau đó người ta cắt đôi. Bởi vì sao? Khi mình om ở trong nồi á, nếu quý vị om ở trong cái chảo, mình có thể om trong cái nồi hoặc cái chảo cũng được, nhưng mà vì cái nồi đất này nó hơi cao và nhỏ đó thưa quý vị, cho nên Uyên Thi nói người ta cắt cá ra. Còn không thì quý vị để nguyên con, mình om ở trong cái chảo, cái nồi mình đậy nắp lại cũng được. Nhưng mà vì cái ngày xưa thường thường người ta om cái gì đó người ta hay bỏ trong cái nồi đất thì nó ngon, giống như mình kêu là cá kho tộ ở trong cái nồi vậy đó thưa quý vị. Và bây giờ Uyên Thi sẽ bỏ cá vào, vì Uyên Thi muốn giữ cái vị ngọt của cá cho nên Uyên Thi không có ướp cá. Nếu quý vị nào muốn ướp cá cũng ngon,
Và Uyên Thi sẽ bỏ cá vào trong này. Rồi, quý vị nhìn thấy cá rất là ngon. Đó, rất là ngon. Rồi bây giờ Uyên Thi để lửa riu riu thôi. Và trước khi mà đậy nắp nồi lại đó, thì Uyên Thi sẽ cắt một ít hành, hành lá. Sẽ cho khoảng 3-4 cọng hành lá. Và cắt khúc thưa quý vị. Uyên Thi để vào. Cũng như là cho một ít thì là. Uyên Thi cũng rải vào. Rồi Uyên Thi đậy nắp lại. Như vậy là mình để lửa riu riu. Mong rằng quý vị đừng rời màn hình của chương trình Bếp Nhà Ta Nấu. Chỉ trong vòng riu riu như vậy khoảng chừng vài chục phút thưa quý vị. Nếu chúng ta còn nước nhiều, còn nếu quý vị thấy nước cạn rồi đó, quý vị có thể cho thêm nước để hầm khi nào mà cái thịt cái dưa cải nó mềm thì mình lấy ra. Và chỉ trong vòng vài phút để quảng cáo thì Uyên Thi sẽ trở lại với món cá om dưa cải. Vâng, cảm ơn quý vị đã bận giữ màn hình của chương trình Bếp Nhà Ta Nấu ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, trở lại món cá om dưa cải. Thì trong thời gian mà mình chờ đợi đó thì quý vị mình sẽ chuẩn bị những cái phần vật liệu phụ như là hành lá hoặc là thì là. Uyên Thi sẽ cắt cái phần còn lại. Uyên Thi sẽ trải một ít hành lá xuống dưới dưới dĩa trước. Và Uyên Thi sẽ cắt thì là. Thì là thì có nhiều người không có thích ăn thì quý vị có thể không bỏ vô, mình om dưa cải với lại cá thôi cũng được. Nhưng mà tại vì món này xuất phát từ miền Bắc cho nên thì là món của miền Bắc thưa quý vị. Và mình sẽ bỏ thì là vào. Nếu quý vị tập ăn quý vị sẽ thấy rằng là nó rất ngon. Cũng để ở dưới một ít để cho nó đều thưa quý vị. Và cái mùi thì là khi mà cá để lên đó thì là nó bốc lên nó sẽ thơm hơn. Rồi, và ở đây mình cũng chuẩn bị một ít thì là để lên trên mặt. Ở trên mặt chúng ta làm lá thôi. Rồi cái này mình thì bỏ xuống luôn dưới. Rồi, sau khi mà mình om một thời gian, ví dụ khoảng chừng 15 phút cho tới nửa tiếng, không biết quý vị sure rằng là cá nó đã chín, thì mình sẽ lấy ra. Ngon quá. Nè, bây giờ Uyên Thi sẽ lấy cái khăn, Uyên Thi sẽ cho quý vị nhìn thấy cái cá mình om. Thấy nè, rất là ngon. Và bây giờ Uyên Thi sẽ múc nó ra cái đĩa này. Mình sẽ dùng một cái bàn sản để mình múc nó ra, bởi vì mình sợ nó bị nát đó thưa quý vị. Wow, cái này Uyên Thi sẽ phải lấy cái xác xác một chút. Chắc Uyên Thi sẽ để cái cá ra một cái đĩa, rồi Uyên Thi để dưa cải xuống dưới, Uyên Thi mới bỏ lên nha thưa quý vị. Cái đó là để mình trình bày cái tô của mình, chứ ở nhà mình ăn thì mình sao cũng được. Đó, dưa cải Uyên Thi sẽ để lên đây. Thì quý vị thấy dưa cải nó đang nóng đó, là nó sẽ làm chín cái thì là này. Quý vị thấy không? Uyên Thi đã tắt lửa mà nó vẫn còn sôi, tất nhiên quý vị chứng thấy rằng là cái nồi đất nó rất là nóng lâu. Nó nóng rất là lâu. Cho nên Uyên Thi tắt rồi mà nước nó vẫn sôi sục sục ở trong này thưa quý vị. Wow, nó vẫn sôi. Rồi, bây giờ Uyên Thi sẽ để cái cá lên nha. Hình như là mình hơi chật.
Đây là cái đầu cá. Và đây là cái đuôi cá. Sẽ ráp vào. Em thì sẽ lấy cái sốt này còn trong này. Còn rất nóng thưa quý vị. Chan lên trên mình cá, thịt cá một chút. Wow, ngon quá. Rồi. Và lúc này mình sẽ rải thì là vòng quanh cá. Yến Thi sẽ cho một ít hành phi lên trên. Cái món này mình cũng thích nữa, nói chi mấy chàng mà cũng ly phải không thưa quý vị. Và đương nhiên chúng ta không quên bỏ một ít ớt vòng quanh để cho ông xã mình có thể ly lai rai với bạn bè và hãnh diện rằng là wow, sao vợ mình làm một cái món ăn rất là ngon mà lại nhanh nữa thưa quý vị, không có khó lắm. Dưa cải nếu quý vị không mua, quý vị có thể chạy ra chợ để mà quý vị mua những cái dưa cải người ta muối sẵn. Hoặc là những cái, nếu mà quý vị ở tiểu bang, quý vị có thể mua những cái dưa cải mà nó nằm ở trong cái packet. Tất nhiên họ đã muối sẵn, họ bỏ trong đó về mình rửa thật sạch, mình xả đi để cho nó bớt mặn. Và chúng ta xào như vậy là chúng ta sẽ có một cái món cá om dưa cải rất là tuyệt vời để nhậu, để ăn với cơm cũng như hoặc là ăn với bún. Và cần nhất là chúng ta nếu mà khi ăn với bún hoặc ăn với cơm mình có thêm một ít salad với rau thơm nữa thì tuyệt thưa quý vị. Và Uyên Thi xin chân thành cảm ơn đến các cơ sở đã bảo trợ cho chương trình của Bếp Nhà Ta Nấu trong suốt thời gian vừa qua. Đó là công ty Brom thưa quý vị, BioMA2 làm một cái sản phẩm bột coi như mầm sữa gạo lứt để giúp cho rất là nhiều người ăn được, ngủ được, nhất là cha mẹ của chúng ta. Đó là một dự hiếu để chúng ta gửi đến cha mẹ mình. 714-391-2128 hoặc là 714-775-8307 để quý vị có thể gọi order hoặc là hỏi thêm những thắc mắc thưa quý vị. Ngôi chợ mà đã bảo trợ cho Uyên Thi trong các món ăn hàng ngày đó là Hòa Bình Supermarket, cá thật là tươi thưa quý vị, của vùng Garden Road tại số 13922 Buckhurst thưa quý vị, ngay trên vùng Garden Road ngay góc Buckhurst và Westminster. Số điện thoại 714-534-8899. Đặc biệt là ở tại đây có hàng mắm thiệt là ngon. Mà khi mà Uyên Thi tới đó mua đó, nhiều quý vị cũng nói trời em coi trong cái chương trình của chị em, từ đó em ăn cơm nghĩa là thiệt là ngon miệng. Và cái chị làm mắm ở đó cũng nói trời bây giờ tôi làm nhiều quá mệt quá. Tất nhiên là quý vị đã ủng hộ cái ngôi chợ này rất nhiều qua chương trình Bếp Nhà Ta Nấu. Và một cái món ăn mà Uyên Thi thấy là nó luôn luôn nằm ở trong cái kitchen của chúng ta, đó là nước mắm Phú Quốc hiệu Red Boat thưa quý vị. Thì nước mắm Phú Quốc hiệu Red Boat là nước mắm nhĩ sản xuất ngay tại Phú Quốc, mà Uyên Thi phải nói rằng Uyên Thi đến tận nơi để mà Uyên Thi xem về cái cách làm nước mắm cũng như là Uyên Thi đã nếm được nước mắm mới. Và Uyên Thi đã làm chương trình bếp nhà ta nấu du ký về cái nước mắm này. Hy vọng là quý vị sẽ đón xem trên YouTube để mà quý vị ủng hộ cho cái nước mắm Red Boat cũng như dùng cho cha mẹ mình, làm quà cho cha mẹ mình cũng rất là thích. www.redboatfishsauce.com để cho quý vị có thể lên đây tìm hiểu thêm về nước mắm Red Boat thưa quý vị. 925-858-0508 để quý vị order nguyên thùng để dành ở nhà ăn hoặc là để biếu cho cha mẹ mình, món quà tuyệt vời của quê hương. Jack Man Rice thưa quý vị, trồng tại Louisiana, có bày bán khắp nơi trên toàn nước Mỹ. Và đương nhiên cái gạo nào hoặc là một cái sản phẩm nào Uyên Thi vẫn phải thử qua để Uyên Thi gửi đến quý vị. Jack Man Rice Uyên Thi rất là mê. Nếu mà quý vị nào thích ăn gạo lứt hoặc là gạo trắng, quý vị chỉ cần vo sạch, bỏ vào nồi cơm điện bình thường. Và trước khi quý vị nấu, quý vị nên ngâm nước trong vòng 10 phút. Quý vị nấu ra là quý vị sẽ thấy hạt gạo nó thơm và nó ngon vô cùng. Phải nên mở cái nồi ra một cái là nó thơm bay cả nhà luôn. Gạo lứt cũng vậy, rất là ngon thưa quý vị, không có bị cứng và rất là mềm. Để trong tủ lạnh mấy ngày sau quý vị hâm microwave ăn ra vẫn mềm. Và đó là điều Uyên Thi muốn gửi đến quý vị. Và ngoài ra còn có 3 cơ sở do Uyên Thi điều hành. Đó là, Uyên Thi xin lỗi là 4. Cornerview Bakery 714-775-8307. Uyên Thi Bistro 714-898-9889. Top Noodle Phở
ở tại vùng Anaheim 714-563-2222 và đệ nhất nước mía Viễn Tây 714-531-9801. Đó là những cơ sở đã bảo trợ cho chương trình và đương nhiên Uyên Thi lúc nào cũng xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý khán giả đã thương yêu Uyên Thi. Trong thời gian mà Uyên Thi đi vacation á, Uyên Thi về tới Việt Nam rất là đông, những cái nơi mà Uyên Thi đến ăn đó là những cái nơi mà tập trung những người Việt kiều đi về đó về thăm quê hương. Thì gặp Uyên Thi rất là mừng, bởi vì quý vị nói là trời ơi, ở tại Mỹ coi chương trình Uyên Thi hàng ngày, hàng tuần, gặp Uyên Thi bên đó nhưng mà không ngờ về tới Việt Nam lại gặp người thiệt Việt thật mà lại gặp Uyên Thi, nghĩa là không nhận ra. Nhưng mà khi nghe Uyên Thi nói chuyện thì người ta lại nhận ra, bởi vì cái giọng khàn khàn của Uyên Thi. Uyên Thi không biết là tại sao Uyên Thi đi đâu người ta cũng nhận ra bởi cái giọng chứ không có nhận ra cái khuôn mặt. Chắc chắn là trên đây Uyên Thi phải make up đồ chút, còn ở ngoài thì bình thường hơn. Và hy vọng đó là những cái duyên mà Uyên Thi rất là yêu quý khi mà gặp quý vị. Và mong rằng Uyên Thi sẽ đi đến mọi nơi để gặp quý vị thương yêu chương trình này. Và cũng như mong rằng quý vị sẽ lấy cái lòng thương yêu của mình bằng cách ủng hộ cho các cơ sở đã bảo trợ cho chương trình, để chương trình còn lâu dài. Và Uyên Thi sẽ đi khắp nơi để tìm các món ăn. Rồi về Uyên Thi sẽ nấu theo cái cách của mình để mà Uyên Thi gửi đến quý vị trong chương trình Bếp Nhà Ta Nấu, cũng như qua các món ăn ở khắp nơi, nhất là món ăn của quê hương xứ sở. Và Uyên Thi cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe cũng như thành công trong món cá om dưa cải.